xây giấc mộng ban đầu. Yêu người thuở mới đôi mươi, em đang độ trăng tròn. Từng ngày qua phố áo em trắng cả đường về, lá thư ướp mộng học cho mối tình xanh như khúc hát. Ai đã hẹn với thề để rồi lỡ mỗi duyên thơ xa đi chẳng xa từ ngày em thấy áo áo hoa pháo đỏ rìu nông. Có ai nát cả cõi lòng, đừng nhìn em bước bên chồng. 20 năm cuộc mong giờ sáng khắc sâu bóng nàng lắng trong cung đàn. Em giờ ở đâu hạng vui duyên mới? 20 năm cuộc rượu còn đấy hoài sầu không vơi. Tình duyên ta tiếc uống thêm ly này. Hôm giấc mộng lỡ làng, những chiều lắng tiếng mưa rơi, đêm say chờ chẳng tàn. Từng thu thấy lá giọt ly này. Chiều còn đấy uống qua tháng ngày, cố quên đi người say hoài sầu không vơi. Tình duyên ta tiếc uống thêm ly này. Hôm giấc mộng lỡ à, mua giống của cháu thì đặc biệt là cháu cho ăn quả trước, sau đó mới quyết định mua giống để cho các bác. Và cháu vẫn luôn nói là cái người làm giống ấy thì là người rất là quan trọng, để cho bà con giàu hay nghèo là chính là người làm giống. Nếu mà làm giống không chuẩn, bà con trồng ra khoảng độ 3-5 năm như các chú ấy, biết rồi đến lúc thay đổi mà ghép lại anh chết, mà phá bỏ còn chết nữa. Nên là cháu khi mà cháu bán cây từ trước đến nay là cháu luôn cho khách hàng ăn quả xong thì chất lượng ngon thì mới quyết định mua giống, và công khai minh bạch về lúc khai thác mắt ghép, cũng như là cho các bác ra thăm trang trại của cháu làm cây giống. Đấy là để tránh cái trường hợp là người buôn giống thì không bao giờ có vườn, còn người làm giống thực sự thì mới phải có vườn. Đấy.
mua cái mắc ghép này, nó rẻ đi là bỏ mất cây đi rồi. Đằng nào không biết nào, cái này. Ở Thạch Thành, Thanh Hóa là nếu mà cháu không nhầm thì sang năm sẽ có người, nhiều người cho bói quả. Vì cháu bán cho cách đây khoảng 3 năm đến 4 năm. Mấy năm thì có quả? 3 năm. Thì có một anh là cháu nhớ là ngày xưa anh đánh xe hàng ấy, anh đánh ra cái khu vực Hoài Đức bọn cháu ấy. Là anh vào mua cả một xe ô tô là 2 tấn rưỡi. Vừa cây to vừa cây nhỏ như thế này về trồng. Còn cái khu mà trồng dứa ở trong Thanh Hóa là huyện nào ấy nhỉ? Trồng dứa nhiều ấy. Cũng vẫn Thạch Thành à? Có anh Mười, là nấy của cháu cũng nhiều. Anh Mười mà vừa rồi lên báo Thanh Hóa là làm vườn trang trại nhiều ấy. Mười hướng hay gì? Mười hướng tức là người ở Hà Long, nó làm đất Thạch Thành. Anh ấy làm nhiều trang trại lắm, trồng dứa với trồng mía các kiểu, anh ấy đánh cả mía tím ra ngoài này bán mà. Vâng, anh ấy trồng nhiều. Và sắp tới đây anh cũng đại nới thêm của cháu mấy trăm nữa để trồng. Mà Thanh Hóa cũng nhiều đất, Thanh Hóa nhiều đất, mà toàn đất đẹp ý. Đã có tiền nhiều rồi, có nực, có nực, gọi là... Thứ hai là các cái cam, vâng, cam ấy là nó biết họ đất, và cam thì sâu bệnh nó nhiều hơn. Cũng nhỏ thôi thì bón được khoảng 2 cân. Em về là với người hết rồi cầu chăn gối thè nước tròn đôi bay chờ riêng một mình tôi mơ nhiều và được nhiều nhánh nhất để cho tán trồng mây cây thì cũng phải cỏ cho nó chăm sóc cây nó nhiều nhánh. Sao được